Anh em, xin chào anh em. Rất nhiều bác thích ghép sẵn một bộ, hôm nay tôi lại phối ghép một bộ để anh em tham khảo nắm được. Bộ này thì báo giá luôn cho anh em tổng xem là bao nhiêu. Đây tổng là 9 triệu anh em nha, 9 triệu gồm có loa và âm ly. Loa 5 triệu rưỡi, còn âm ly 3 triệu rưỡi. Âm ly Pioneer nghe tiếng thì mềm, hợp nhạc vàng lắm rồi, 505. Còn loa Technic SB6 giá 5 triệu rưỡi, bát 25. Nhưng thùng to như bát 30 anh em nhé. Và chất âm thì nhiều đôi loa bát 30 phải thán phục luôn. Đôi này đảm bảo cho anh em là bao luôn anh em nhé. Là độ hay luôn. Giải bát đánh sâu, đánh sâu, đánh rất lực luôn. Loa thì 75W một loa, công suất nhỏ nhất là một thùng là 75, còn tối đa 120. Còn âm ly là 180W một âm ly, điện 100V, nghe nhạc và hát karaoke được nếu anh em ghép vang. Có tiếng, có thương hiệu rồi. Loa Technic SB6 nó là dạng đầu tư vừa tiền nhưng mà chất âm thì thôi rồi. Cái giải bát nó đánh rất là đáng nể luôn về giải bát anh em ạ. Một đôi loa thì cái giải bát nó thường khó hơn so với những giải còn lại. Đôi loa này thì anh em mở với âm đi nào nó cũng ra được giải bát 180W 100V, cầu loa A cộng B, trở kháng từ 6 ohm trở lên. Đây thông tin của loa này. 75W, 8 ohm, 120W. Tuyến loa đẹp xuất sắc đây anh em nha. Tuyến loa màu sắc nguyên zin nguyên bản luôn. Đây màu sắc zin nguyên bản nha. Nhưng mà quay camera vào thì anh em nó nhớ như thế này. Anh em đừng bảo là nó xấu nha. Đừng bảo là màu nó làm sao nha. Màu nó đúng như thế này này. Đây anh em nhìn xa màu nó đúng như thế này này. Đó. Màu nó kiểu nó làm sơn kiểu nhạt nhạt. Kiểu không kiểu thành hẳn là màu đen xỉn. Đó. Và đôi loa màu cánh gián. Loa này thì chiều cao tầm 60, bề ngang tầm khoảng 35, bề sâu thì 35-36 gì đó. Âm ly cỡ 42. Đánh tiếng nào ra tiếng đấy và rất mềm tiếng. Cảm ơn.